Xin chào quý các bạn. Ngay lúc này tại Hà Nội, Duy đang có hai mẫu xe, hai đối thủ cực kỳ sừng sỏ với nhau ở trong phân khúc Underborn 150 tại thị trường Việt Nam. Bên tay phải, Honda WinX vừa mới được ra mắt. Bên tay trái, Yamaha Exciter 150 2019. Mẫu xe bên tay trái Duy Exciter này thì đã qua sử dụng một thời gian rồi. Thế cho nên là các bạn có thể thấy là trên bề mặt sơn rồi lốp các thứ, các chi tiết nó cũng đã hao mòn rồi. Xe đang báo trên đồng hồ là đã chạy được 1.7 vạn. Và bạn sử dụng xe này thì cũng đã sử dụng khá nhiều. Còn bên tay phải Honda WinX thì vừa mới được ra mắt. Thế cho nên là tất cả các chi tiết vẫn còn rất là mới, rất là đẹp. Rồi, thế chúng ta sẽ không nói quá nhiều tới những cái chi tiết đẹp hay là mới của xe, mà chúng ta sẽ xét tới tổng thể thiết kế cũng như là những trang bị để so sánh xem, đánh giá xem Honda WinX hay Yamaha Exciter đang là kẻ dẫn đầu cuộc chơi. Honda WinX, ngoài cái thế hệ tiền nhiệm ra thì mẫu xe này đây là lần đầu tiên được nâng cấp mà xuất hiện tại thị trường Việt Nam cũng như là xuất hiện ở tại Đông Nam Á. Việt Nam mình cũng được Honda rất là ưu ái khi giới thiệu mẫu xe này đầu tiên, mà không phải là Indo hay Thái Lan, cũng có thể là Malaysia. Còn bên này, Yamaha Exciter thì cũng đã qua vài lần nâng cấp rồi. Thế cho nên là các bạn có thể thấy là cái diện mạo của Yamaha Exciter nó đi theo một cái thiên hướng thể thao hơn. Đặc biệt các bạn có thể nhìn ngay cái phần đầu xe này các bạn này. Phần đầu xe này thì tất cả đều được vuốt nhọn về phía trước, cũng là một cái kiểu thiết kế mang đậm cái tính khí động học. Đây, từ cái phần yếm này vuốt nhọn xuống cái phần đèn LED phía trước này, và đèn pha thì là vẫn được để ở trên cao. Ở thế hệ của 2019 thì cụm đèn pha này đã được chia tách ra làm 3 khoang khác nhau, đã sử dụng công nghệ bóng LED rồi. Còn ở bóng LED định vị ban ngày cũng sử dụng này. Bên đây thì chúng ta có xi nhan cũng được thiết kế tách rời nhưng mà lại nằm ôm sát với phần yếm, sử dụng bóng halogen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay sang phần đầu xe của Winner các bạn nhé. Phần đầu xe của Winner thì sao? Cũng có cái kiểu thiết kế vuốt nhọn về phía trước, nhưng mà ở cái phần yếm và phần cạnh đèn này thì có rất nhiều những cái đường cắt xẻ theo cái phong cách nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản. Và đặc biệt ấy, nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào đấy, chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều những cái hốc nó là những cái đường định hướng cái luồng không khí để ép cái phần đầu xe xuống mặt đường, tạo ra cho cái đầu xe nó có cái sự ổn định hơn khi mà chúng ta vận hành ở những cái giải vận tốc cao. Cụm đèn phía trước được làm theo chuẩn những cái phong cách cảm hứng của những cái mẫu xe PKL của nhà Honda. Đây, các bạn có thể thấy là nó sẽ giống với những cái mẫu xe như là Everest này, hay là có thể Vario. Nhưng mà thực ra là tất cả những cái mẫu xe này ấy không phải là giống nhau, mà đều được lấy cảm hứng thiết kế từ những cái mẫu xe phân khối lớn. Giống như ô tô cũng vậy, khi mà ra một cái mẫu xe thì bao giờ họ cũng có một cái bản concept. Từ bản concept đó sẽ phát triển những cái bản thương mại và nó có thể là khác nhau. Đó, thì xe máy nó cũng vậy thôi. Ở đây chúng ta, Winner chúng ta có một cái dàn đèn phía đầu này, thì hoàn toàn được trang bị công nghệ LED hết, kể cả đèn xi nhan luôn các bạn ạ. Và đèn xi nhan của Honda WinX này, riêng cái bóng này là cũng có cái chỉ số, cái thông số là bao nhiêu nhỉ? 13.5V 3A. Đây, 13.5 hay 13.6 đấy ạ, 13.5. Đây là một cái cường độ khá là lớn cho một cái bóng đèn xi nhan ở trên một mẫu xe máy. Thế cho nên là đèn xi nhan của Honda WinX này thì khá là sáng. Còn cái phần đèn pha này thì tôi chưa được trải nghiệm thực tế nhiều, thế cho nên là chưa dám đánh giá. Nhưng mà sắp tới bạn nào mà có mẫu xe này trải nghiệm nhiều thì có thể chia sẻ với anh em, mọi người về cái cường độ sáng của chiếc đèn ở trên Honda WinX này nhé. Tiến sang phần thân xe thì chúng ta một lần nữa sẽ lại thấy rằng là Honda WinX có rất nhiều những cái đường cắt xẻ mạnh bạo. Và đặc biệt ấy là nếu mà chúng ta nhìn vào đây này, chúng ta sẽ thấy rằng là hoàn toàn cái phần động cơ này, từ cái phần xi lanh này, rồi phần máy ở phía dưới này này, đây các bạn có thể thấy này, được làm lộ, trông nó cũng đẹp hơn. Còn quay sang với Yamaha Exciter. Yamaha Exciter thì có cái phần ốp yếm ở đây được ôm sát và che mất đi cái phần
xi lanh cũng như là phần máy để thừa ra một chút ở đây thôi. Nếu mà để trực đối diện hai chiếc xe này với nhau thì các bạn có thể thấy rằng là Honda Win X phần nào đó cũng có cái chiều cao nhỉnh hơn một chút so với cả Yamaha Exciter phải không ạ? Lốp là đều là lốp IRC hết, vành cũng đều là vành 17 hết các bạn ạ. Bên này thì Yamaha sử dụng dạng 5 nan kép, trông cũng khá là hấp dẫn và thể thao, với cái màu vành được sơn trùng với cả màu sơn của thân xe. Phần nào đó các bạn cũng sẽ có thể liên tưởng tới những cái mẫu xe thể thao nhà Yamaha cũng được sử dụng những cái kiểu thiết kế và sơn như thế này. Còn quay sang cái phần vành của Honda Win X này thì chúng ta có thiết kế 6 chấu chữ Y các bạn ạ. Lốp thì đều sử dụng lốp IRC hết nhé. Thông số là trước là 90-80R17, còn đằng sau là 120-70R17. Ở trên Honda Win X ấy, thì có một cái điểm ở phần làn dưới mà Duy cảm thấy nhỉnh hơn một chút xíu về mặt thẩm mỹ so với cả Exciter. Đó chính là đến từ cái bộ đĩa phanh này. Bộ đĩa phanh này có cái viền xung quanh dạng lượn sóng răng cưa, nhìn nó cũng có đôi chút thể thao hơn. Cái phiên bản mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay là phiên bản thể thao thường, thế cho nên là không có cái hệ thống phanh ABS ở phía trước. Còn ở trên những cái bản Camo hay là bản cao cấp hơn thì được trang bị hệ thống phanh ABS, thì nó cũng là một cái điểm cộng hơn, nhỉnh hẳn hơn so với cả Yamaha Exciter và các đối thủ trong cùng phân khúc. Vâng, tiến xuống cái phần đuôi xe thì chắc hẳn các bạn sẽ nhận thấy ngay một điều rằng là Honda Win X đã thay đổi rất là mạnh mạo để cho chúng ta một cái nhìn trực diện từ phía sau so với cả thế hệ trước, nó thể thao hơn. Chính xác là như vậy. Quay sang Yamaha Exciter, chúng ta cũng sẽ có cái kiểu thiết kế chuẩn như là các cái thị trường yêu cầu. Đèn xi nhan thì tách rời, đèn hậu. Đèn hậu của Yamaha Exciter cũng là một trong những cái thiết kế đẹp. Nhưng mà Duy đang thấy là cái phần đèn hậu này nó đang được thiết kế hơi bị cụp xuống khá nhiều. Thế cho nên là khi mà chúng ta đi, chúng ta nhìn ấy, thì nó sẽ hơi khó quan sát một chút. Và riêng cái phần chắn bùn ở phía sau của Yamaha Exciter thì Duy cảm nhận cá nhân ở đây ấy, thì Duy thấy rằng là nó được làm thiết kế khá đẹp. Đây, đặc biệt là cái phần phối cái mảng ốp bằng hợp kim ở đây nữa, trông nó nổi bật hơn so với cả Win X. Và đây, mặc dù là đã bỏ đi cái công tắc cụm đèn pha, thì Honda Win X đang hơi thiếu hụt một cái phần công tắc để tắt bật động cơ. Đó. Bên đây thì chúng ta cũng có những cái núm đèn pha cốt và đèn pass. Ưu điểm là được cộng thêm một cái đèn passing ở đây rồi. Trước đây anh em mua Winner về thì phải độ cái đèn passing này để chúng ta có những cái trải nghiệm đi trên đường vượt xe nó tốt hơn, an toàn hơn. Còn quay sang với cả Yamaha Exciter đi các bạn. Bản đồng hồ âm bản khá là rõ ràng với đầy đủ chi tiết. Trên đây chúng ta cũng sẽ có đồng hồ vòng tua ở đây. Rồi số, đây số km các bạn đã đi đây. Đồng hồ xăng ô tô này, rồi là đồng hồ tốc độ ở đây. So với cả Win X thì Yamaha Exciter có đầy đủ hết những cái phần, ví dụ như là công tắc bật đèn ở đây. Rồi công tắc tắt ngắt bật động cơ đều có. Các cái chi tiết nhựa của Exciter được làm cũng khá là chắc chắn. Chỉ có cái là khi mà chúng ta nhìn trực diện vào đây, chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần bản đồng hồ này Exciter đang thiết kế nó hơi bị to. Cảm giác là chúng ta nhìn vào nó hơi bị to, nó hơi thô một chút. Nó chưa có những cái điểm mà cải hấp dẫn. Nói chung là cả hai mẫu xe này thì cái phần bản đồng hồ thì tôi cảm nhận là vẫn chưa thực sự hài lòng cho cả hai mẫu xe. Nhưng mà Exciter thì có cái điểm cộng là những cái phím công tắc này rất là hữu dụng này. Chúng ta có thể tắt bật được đèn này. Ở cái thời tiết nắng nóng ở Việt Nam mình thì cái công tắc tắt bật đèn này là chuẩn. Còn cái tắt bật động cơ này thì quá ngon rồi. Rồi quay xuống cái phần dàn chân ở phía dưới đi. Phần dàn chân ở phía dưới thì có lẽ rằng tôi sẽ dành một điểm cộng cho Winner X. Bởi trước đây cái dàn chân của Winner thế hệ tiền nhiệm đã đẹp rồi, thì nay Winner X còn đẹp hơn. Tất cả những cái chi tiết được Honda làm cẩn thận, chỉn chu và khá là tỉ mỉ. Đây, ngay đến cái phần để chân thì các bạn có thể thấy này.
dày dặn chắc chắn này, rồi cái dàn chân đỡ ở phía dưới này, các cái con ốc rồi các cái chi tiết được tiện đều rất là mượt. Đó. Quay sang với cả Exciter một chút này, đây nó đâu đó nó vẫn có cái sự thuần, phải không ạ? Vẫn có sự thuần giống như là những cái mẫu xe số như là Sirius hay những mẫu xe số có cái phần càng đỡ chân ở phía dưới này, bắt ngang qua gậm. Còn quay sang với Winner này thì chúng ta rõ ràng thấy rằng là nó có cái thiên hướng giống những cái mẫu xe phân khối lớn hơn khi mà được ốp độc lập hai bên. Cảm nhận đầu tiên khi mà ngồi lên chiếc xe này ấy, phần yên xe được làm bè to, chúng ta ngồi êm. Và cái phần tay lái ghi đông của Yamaha Exciter thì cũng được hạ thấp. Và nếu mà cảm nhận nhanh nhá, thì Duy thấy rằng là cái phần ghi đông ấy, phần này này được làm bẻ chéo sang hai bên nhiều, cho chúng ta cái cảm giác ngồi nó giống với cả những cái mẫu xe thể thao hơn, mẫu sport hơn. Nhưng mà chỉ có một cái nhược điểm là cái phần mặt đồng hồ của chiếc xe này được thiết kế to quá, các cái mảng nhựa xung quanh nó làm bầu bầu to to, trông nó không được hấp dẫn. Và nếu như mà chúng ta thử ngồi thử núp gió xem nào. Cái phần tay lái này nó được làm kẹp sâu bên trong này, khi mà chúng ta núp gió là cũng rất là ổn ấy, thoải mái. Nếu như những bạn có cái chiều cao khiêm tốn hơn một chút xíu thì Duy nghĩ rằng Honda Winner X này sẽ là những cái mẫu xe mà các bạn sẽ có cảm nhận ưa thích hơn, bởi vì cái phần yên này được làm nó vuốt cắt nhỏ hơn, và cái hai cái phần đùi chúng ta không bị bành ra quá nhiều, khiến cho cái phần chân của chúng ta chống dễ dàng hơn này. Và cũng như là cái phần chân của chúng ta khi mà chúng ta đưa lên đưa xuống ở đây, chống chân ở đây, thì chúng ta sẽ không bị cạ quá nhiều vào cái phần để chân. Đây. Đó, các bạn có thể thấy rất là dễ dàng, thuận tiện. Nhưng cái phần yên của Winner X thì Duy đang có cảm nhận là ngồi nó hơi cứng hơn so với cả chiếc đối thủ Yamaha Exciter. Và cái phần tay lái của Winner X này nó cũng được làm xuôi ra hai bên, nhưng mà phần nào đó là nó đang mở rộng hơn so với cả chiếc Exciter. Phần bản đồng hồ thì chúng ta nhìn vào đây xem nào. Rồi, các thông số cũng rất là rõ ràng, chỉ hơi rối mắt một chút xíu thôi. Mặc dù là vẫn được trang bị cái khối động cơ như là ở Winner thế hệ tiền nhiệm, nhưng mà có sự tinh chỉnh một chút. Thế nên là Winner mới, cái thế hệ mới này, các bạn sẽ thấy rằng là ngay mà những cái nước ga đầu tiên ấy, là nó đã bắt đầu xuất hiện những cái sự hỗn các bạn ạ. Đặc biệt là Duy phải kể tới cái sự tinh chỉnh của cái hệ thống phục trước, nó đã bớt rung hơn, chạy nó ổn định hơn. Và cái bánh phía sau, trước đây nếu mà phần lốp ở Winner thế hệ tiền nhiệm mà có được một số ý kiến cho rằng là nó khá trơn, thì hiện nay ở trên Winner X phần lốp đã được chọn một cái loại lốp mới, giúp cho chiếc xe vào cua nó có sự ổn định hơn. Đây, số 2. Đặc biệt đấy, có một cái điểm đặc biệt như này này. Mặc dù đã chạy khá nhiều những cái mẫu xe của các hãng sản xuất rồi, nhưng mà phải nói là Honda đã làm cái khối động cơ của mình khá là tốt. Bởi tất cả gần như những cái mẫu xe của Honda thì Duy đều thấy rằng là cái tiếng máy rất là tròn, mặc dù chúng ta đi ở mọi cấp số luôn, từ số 1 cho tới số 6 như ở trên Winner, rất là tròn máy các bạn ạ. Vừa rồi thì có lẽ các bạn cũng đã cùng tôi trải nghiệm cái chiếc Honda Winner X rồi. Thì sang tới Yamaha Exciter thì cái điểm đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó chính là cái phần ghi đông tay lái của mẫu xe này. Nó được làm mà cụp vào hai bên nhiều hơn so với cả Winner X, khiến cho chúng ta có cái cảm giác cầm lái nó giống một cái mẫu sport bike hơn. Trước tiên là như vậy. Tiếp theo là cái bản đồng hồ. Bản đồng hồ của chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhìn hơn, nó bớt rối mắt hơn so với cả chiếc Winner X. Còn cái dàn chân thì sao? Cái dàn chân thì thực sự là cái cảm giác để dàn chân ấy, và cái phần côn số cũng như là cái phanh của chiếc Yamaha Exciter này cho chúng ta cái trải nghiệm nó chưa được thích như là Honda Winner X. Chỉ có cái tay côn này là chúng ta sẽ có cảm giác là nó nhẹ hơn.
Chiếc xe này thì có cái khả năng tăng tốc từ ngay những cái nước đầu khá là tốt. Nhưng mà từ số 3 trở lên thì cái cảm giác tăng tốc nó sẽ không được bằng cái khối động cơ DOHC của Winx. Winx thì có cái khối động cơ DOHC. Thế cho nên là những cái nước ga sau, những cái số sau thì đều rất là ổn. Nó cho chúng ta cái sự hài hòa ở trong cả một cái giải. Còn ở trên Exciter thì đi được cái giải đầu thôi. Còn giải sau thì chưa được ngon lắm. Hy vọng là những cái thế hệ tiền nhiệm, hy vọng là những cái thế hệ tiếp thì Exciter sẽ cải thiện cái điều này. Đấy, các bạn để thấy đang số 2 này. Exciter thì nó sẽ bốc, nó sẽ hỗn hơn một tí. Các bạn thấy đó. Thì Winner thì như vậy, Exciter thì cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Các bạn chọn mẫu xe nào? Các bạn nhớ comment.